Sư phụ Thanh Hải vô tình sư gặp cựu phó tổng thống Đài Loan Formosa, bà Lã Tú Liên và nhiều vị khách quý vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại miền đất mới ở Đài Loan, còn được biết là Formosa. Cảm ơn Đại Bồ Tát đã đến. Này, chào mọi người, chào. Chào vô thần sư, chào Đại Bồ Tát. Ồ, bà trông thật đẹp, y như trước đây vậy. Cảm ơn Ngài. Sau nhiều khảo nghiệm, bà trông vẫn đẹp quá. Ồ, cuối cùng hôm nay tôi được gặp bà. Vâng, để tôi giới thiệu với Ngài. Chào mọi người, giáo sư Thi Chánh Phong. Giáo sư, chào Ngài, giáo sư Thi là học giả rất nổi tiếng ở Đài Loan Formosa. Phải, rất hân hạnh được gặp ông. Giờ Ngài nói tiếng Hoa giỏi quá. Chỉ một chút thôi, cảm ơn ông. Đây là em gái tốt của tôi. Ồ, vậy hả, tốt. Xin chào sư phụ, rất vui được gặp sư phụ. Xin chào cô giáo sư Dương Đặng. Xin vui lòng ủng hộ cô ấy. Cô ấy cũng là nhà giáo. Cô giáo sư Đặng, ồ, chào giáo sư Đặng. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, còn ai khác? Đây là Trịnh Thúy Liên. Vô thần sư, xin chào ngài. Chào, chào. Cô ấy quản lý một bệnh viện. Một bệnh viện rất tốt ở Đài Nam. Cô làm việc đó à? Tôi luôn luôn ngưỡng mộ ngài, cuối cùng tôi được diện kiến ngài. Tôi không có gì đặc biệt, cô ấy đến từ Đài Nam. Đặc biệt để gặp ngài, ồ vậy sao? Vâng, vâng, từ Cao Hồng. Cao Hồng, vâng, ồ, từ rất xa. Bồ Tát gia trì cho cô. Xin chào ngài. Đây là cô Hà Thục Tử. Thục Tử, cô ấy là chủ một công ty công nghệ cao, máy móc hoàn toàn tự động. Ồ, hay quá, công nghệ cao. Tôi công nghệ rất thấp. Thật hân hạnh được gặp ngài. Tôi mừng. Dạ vâng, tôi mừng là tất cả quý vị ủng hộ Đại Bồ Tát. Cô ấy là giám đốc văn phòng của tôi. Ồ, giám đốc. Nữ hoàng giám đốc. Chào, chào. Cô tên là gì? Tôi họ Ngô, giám đốc Ngô. Chào, 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 chào mừng. Đây là... Tôi tên là Lữ Nghi Sang. Chào, chào ngài. Đẹp quá. Xin mời mọi người ngồi. Cảm ơn ngài. Xin mời ngồi. Ồ, thật long trọng, trời ơi. Ồ, ta ngồi ở giữa ha. Hôm nay không phải dành cho chúng tôi, là ngày dành cho Đại Bồ Tát. Chào bà Phó Tổng thống. Tôi muốn gọi bà ấy là Đại Bồ Tát. Xin chào Đại Bồ Tát. Phó Tổng thống, dạ chào sư phụ. Được rồi. Đây là một loại trà đặc biệt. Ồ. À, vâng. Trà này được gọi là... Bình thường tôi không nhận bất cứ thứ gì. Làm sao đây? Đây là từ Phó Tổng thống nên chúng tôi không thể từ chối. Ở chào quý quá hóa. Đây là một loại trà đặc biệt, trà phổ nhĩ, trà ngàn tuổi, 1000 năm. Trà được hái từ một cây trà ngàn tuổi. Trên rặng núi ở Vân Nam. Ồ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao tôi có nhiều công đức như vậy? Chỉ là món quà nhỏ tượng trưng. Ồ, cảm ơn bà rất nhiều. Thường thì tôi không nhận quà tặng từ ai cả, nhưng đây là từ Phó Tổng thống. Tôi có thể làm gì đây? Vậy quý vị biết nhé, chỉ là một ấm trà thôi. Sư phụ, tôi cũng muốn tặng ngài một quyển sách do tôi viết. Ồ, tôi biết bà viết nhiều sách, thật hân hạnh. Sách này viết bằng tiếng Anh. Vậy sao? Tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, ồ đẹp quá, ngài thấy đó, trước đây tôi trẻ như vậy, sư phụ thì luôn luôn trẻ, ôi chào. Đại Bồ Tát quá khen, bà đẹp lắm, ngài quá khen, ôi đẹp quá, bức hình này được chụp khi tôi mới bắt đầu vận động phong trào nữ quyền, lúc đó tôi 24 tuổi, ồ tuổi thanh xuân, cảm ơn ngài, cảm ơn bà rất nhiều. Thưa sư phụ, tôi thành lập Liên minh Xanh 21 cho Formosa. Ồ, xanh. Bây giờ là lúc sống xanh. Thành ra tôi đã tới đây vài năm trước để gặp một số tín đồ của ngài. Ồ, ồ. Tôi thật ngưỡng mộ ngài và rất tôn kính ngài. Và tôi học được rất nhiều từ câu chuyện của ngài. Cảm ơn bà. Cách ngài bắt đầu cuộc vận động để cứu địa cầu. À, vâng, ngài thật sự phi thường, mỗi người làm một điều gì đó. Ngài thật vĩ đại, mỗi người làm một chút, ngài đang làm điều tuyệt vời, mỗi người làm một chút, tôi cũng làm phần của tôi. Mỗi người cần làm phần của họ, nếu chúng ta không làm thì sẽ không ổn. Nếu mỗi người làm một chút, mọi việc sẽ ổn thôi. Vâng, chúng ta phải bảo vệ môi trường. Sư phụ bắt đầu khuyến khích bảo vệ môi trường để cứu địa cầu trước cả Liên Hợp Quốc. Sư phụ hành động sớm hơn bất kỳ ai trên thế giới. Tôi rất kính phục ngài vì việc đó. Đó là nhiệm vụ của tôi, mỗi người làm một chút. Bằng không, chúng ta có thể làm gì? Vâng, mọi người nên làm gì đó. Đó là việc chúng ta nên làm.
Tất cả chúng ta nên giúp phải, tất cả chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cũng làm phần của tôi, sách này dành cho trẻ em. Ồ, bà cũng viết sách đó à? Vâng, hay quá. Đây là đóa liên hoa đầu tiên. Làm sao bà có thời gian? Tôi không để làm nhiều việc như vậy. Và chính cô nghệ sĩ này là người khuyết tật. Ồ, cô ấy vẽ. Hay quá. Đây là khi tôi còn nhỏ. Cha, mặc dù cô là người khuyết tật, cô ấy vẽ rất đẹp. Sách này nói về trẻ em, dễ đọc. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tôi sẽ học tiếng Hoa. Cô đọc nó thế nào? Có một người đi đến cửa tiệm bán mắt kính. Ông chỉ muốn mua một cặp mắt kính. Ông hỏi chủ tiệm, tôi muốn mua cặp mắt kính để đọc sách, như mắt kính mấy người già dùng. Ông thật sự chưa già lắm, không già lắm, trẻ hơn tôi. Ông nói rằng ông cần một cặp mắt kính để ông có thể đọc sách. Thế là người chủ tiệm để ông thử vài cặp. Cuối cùng ông tìm được một cặp mà ông thích, giống cặp kính của tôi. Rồi chủ tiệm đưa cho ông cuốn sách để ông thử đọc và hỏi ông ấy, bây giờ ông thấy rõ chưa? Ông nói rõ, nhưng tôi không biết sách nói gì. Ông ấy lật đi lật lại. Ông chủ tiệm nói, à, ông không biết đọc hả? Ông nói, nếu tôi biết đọc, thì tôi mua cặp kính này làm gì? Ông nghĩ ông sẽ đọc được sách bằng cặp mắt kính đó. Tôi nghĩ vậy. Khác nhau quá. Ông ấy cũng giống tôi. Được, nói chuyện tiếp thôi. Vâng. Tôi tôn trọng bà ấy. Vâng. Bà trông rất trẻ. Vì vậy, bà muốn cạnh tranh với tôi và muốn già hơn tôi. Bà ấy cạnh tranh với tôi. Tôi đến địa cầu sớm hơn sư phụ. Nếu bà không đến sớm, có lẽ tôi đã thế chỗ của bà rồi. Ồ, vâng, vâng, vâng. Đó là một công việc khó. Làm tổng thống, vua, vâng, vâng, là một công việc khó. Mừng là bà đã đến trước. Vì vậy, tôi không cần phải lấy cương vị đó. Tôi thường bảo tất cả họ rằng tôi không muốn làm vua hay tổng thống. Không, 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 không. Công việc đó khó quá. Nhưng có ai ngờ được là bà ấy nhìn thật nhân đức và dịu dàng. Dạ vâng. Nhưng bà ấy nghĩ là bà sẽ... Bà ấy rất nhân đức. Bà ấy dũng cảm biết bao. À, bà ấy thật vĩ đại. Tôi thì không dám đâu. À. Tôi chỉ có thể tụng kinh và cầu chư Phật. Sư phụ biết không, ấn tượng đầu tiên của tôi về Ngài, hả? Một ngày nọ, tôi không biết Ngài trở về từ quốc gia nào, Đài Loan, Formosa. Về Đài Loan, Formosa, sau khi Ngài xuống máy bay, ở phi trường Tùng Sơn, tín đồ của Ngài khi Ngài trên kiệu. Ồ, họ làm như vậy đó. Và diễu hành ở Đài Bắc. Lúc bấy giờ, tôi thấy mình còn chưa là ai cả. Rất bình thường, hả? Tôi thấy Ngài trên truyền hình. Rồi tôi nghĩ, chà, vị thần nào vậy? Họ là như vậy đó. Thành ra kể từ đó, tôi lặng lẽ đến rồi đi. Tôi không dám nói với ai nữa. Tôi cứ nhàn nhã và trở về bằng taxi. Bởi vì nếu tôi bảo một người, tất cả họ đều sẽ biết. Ồ, thôi kệ. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, có thể chịu được. Bây giờ Ngài vẫn còn trẻ. Sư phụ vẫn còn rất trẻ. Cứ nghĩ Ngài trẻ hơn tôi và điều đó sẽ làm Ngài cảm thấy vui hơn. Ồ, phải, phải. Thành ra tôi ngồi cạnh bà. Không, Ngài trông rất trẻ như tuổi 30. Ồ trời ơi, tuổi 30. Biết không, khi sư phụ phát biểu tại Liên Hợp Quốc, thu hình lại, Ngài đã thể hiện đại biện tài và trí huệ. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Chúng ta là gia đình, đừng khen tôi nhiều quá. Tôi sẽ đỏ mặt. Mọi người có thể xem bài giảng, chỉ cần tìm quý danh của sư phụ để xem trên mạng Internet. Vâng, vâng, Ngài có rất nhiều băng hình. Những người ủng hộ tôi, họ làm băng hình. Tôi không biết gì về mạng Internet. Ồ, ngoài trừ, sư phụ cũng là một nghệ sĩ rất giỏi. Viết đủ thứ. Dạ, Ngài cũng vẽ tranh. Tác phẩm nghệ thuật của Ngài đã được triển lãm hàng năm. Những tranh treo trên tường phía sau. Ồ, đây là các vị minh sư trên thế giới. Các vị minh sư nổi tiếng như Chúa Giêsu, Đức Phật, Mohammed, bình an đến với Ngài. Ồ, vâng, chúng ta tôn trọng tất cả các Ngài. Bởi vì họ chỉ dạy mọi người làm điều tốt. Vâng, cảm ơn Sư Phụ. Được rồi, ban công đức cho chúng ta. Chúng ta ăn trước đã.
Xin cúng dường thức ăn lên chư Phật Pháp Tăng. Xin cúng dường tất cả chư Thánh. Cảm ơn tất cả các vị góp phần cho ngày tốt đẹp này và thức ăn ngon. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cống hiến mọi người. Cảm ơn Ngài. Được rồi, xin mời. Cảm ơn Ngài. Quốc Bảo, đúng vậy. Thầy không dám. Ở phương Tây, nếu có người tốt thì họ nói Quốc Bảo. Quốc Bảo, đúng vậy. Thành ra chúng tôi gọi bà là Quốc Bảo duy nhất trong số các chính khách ở Đài Loan Formosa. Đúng vậy, đúng vậy. Người phụ nữ dũng cảm duy nhất. Đúng vậy, nữ anh hùng. Thầy không dám, ngài tử tế quá. Rất hiếm khi có được một chính khách ăn thường chay, lại rất dũng cảm. Tôi rất khâm phục bà. Khâm phục, Đài Loan Formosa thật có phúc khi có bà. Hiện giờ Trung Quốc đại lục cũng không ngừng quảng bá thuần chay. Và họ đã ký hợp đồng với nhiều công ty lớn và nổi tiếng sản xuất thực phẩm thuần chay. Có vẻ như Trung Quốc đang lãnh đạo phong trào thuần chay. Tôi rất vui. Dân số rất lớn ở Trung Quốc đại lục. Nếu tất cả họ có thể ăn thuần chay thì sẽ rất hữu ích cho thế giới. Mọi người sẽ làm theo. Tôi cảm thấy có trực giác đó. Thế giới chúng ta trở nên ngày càng hòa bình hơn. Liệu sẽ hòa bình không? Toàn thế giới đều sớm sẽ hòa bình. Người tu hành chúng tôi giữ một quan điểm rất trung lập. Vâng, chúng tôi giúp bất kỳ ai. Trung lập nghĩa là chúng tôi không đứng về phe nào. Phải. Và rồi chúng tôi cũng không chống lại. Bởi vì trung lập nghĩa là chúng tôi kết bạn với mọi người. Cách này tốt hơn. Giống như Thụy Sĩ. Đúng. Tôi nghĩ các quốc gia trung lập đó đều rất tốt. Thụy Sĩ, Costa Rica, Lithuania và Estonia, v.v. Tất cả họ đều rất thịnh vượng. Công dân của họ đều rất hạnh phúc. Cô có thể nói chuyện với sư phụ. Tất cả họ đều rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Quốc gia của họ rất thịnh vượng. Họ không có nạn nghèo. Gương tốt nhất là Thụy Sĩ. Họ hòa thuận với mọi quốc gia. Sống khẳng định nhé. Nghĩ khẳng định. Nào cùng nâng cấp vị sư phụ. Sống khẳng định. Cạn ly. Cảm ơn sư phụ. Chiến tranh là điều đau đớn nhất đối với nhân loại. Điều... Tôi nghĩ nó là điều ngu xuẩn nhất. Đúng vậy, ngu xuẩn nhất. Đúng vậy. Hành động dại dột nhất. Dù có gì xảy ra, tất cả chúng ta đều có thể nói chuyện và giao tiếp với nhau. Đúng vậy. Tại sao lại dùng súng? Nhiều người sẽ chết vì súng. Và rồi kinh tế của quốc gia đó sẽ sụp đổ. Nhiều công ty từ nước ngoài sẽ sợ. Họ sẽ không làm kinh doanh ở đó, hoặc là họ sẽ thu hồi kinh doanh. Vì thế, chiến tranh không tốt cho tất cả mọi người. Nó là tệ nhất cho một quốc gia. Thậm chí còn tệ hơn cho người dân, trẻ em, thiếu nữ và tất cả những người vô tội sẽ bị tàn sát. Chiến tranh không có gì tốt, bởi vì sư phụ đã trải nghiệm nhiều nhất, bởi vì Âu Lạc Việt Nam đã từng có chiến tranh. Đúng. Quá khổ, quá đau đớn và quá tàn nhẫn. Phải, tôi lớn lên trong chiến tranh. Vì vậy, tôi cảm thấy không hoan hỷ khi nói về nó. Mình cũng cảm thấy nỗi đau của họ rất đau đớn. Tôi cảm thấy thế nhân thống khổ, thế nhân đau khổ quá nhiều trong chiến tranh. Họ không thể làm việc, cũng không thể canh tác đất đai của họ, và trẻ em thì không được đi học hoặc trưởng thành tốt lành. Chiến tranh có hại cho mọi người, nhất là trẻ em. Phụ nữ cũng rất yếu đuối. Chiến tranh phương hại họ vô cùng và gây ra rất nhiều tử vong. Tôi đã từng xem những bộ phim về chiến tranh. Tôi thật sự không hiểu tại sao nhân loại phải gây chiến. Thưa sư phụ, mời ngài ăn chút gì? Chúng ta đã từng luôn luôn. Tôi đã ăn trưa rồi, năm nay giờ chỉ ăn một chút. Tượng trưng. Quý vị ăn đi. Ngon lắm. Cảm ơn sư phụ. Dạ, rất ngon. Tốt. Tôi chỉ ngồi tiếp quý vị thôi. Có ngon không? Rất ngon. Vậy quý vị ăn thêm đi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Cảm ơn sư phụ. Thật hiếm khi có được quý nhân đến đây. Chính ngài mới là quý nhân, thưa sư phụ. Vì vậy, chúng tôi thiết đãi quý vị. Hôm nay chúng tôi có cơ hội diện kiến vô thượng sư. Và dù không ăn gì, chúng tôi cũng rất vui rồi. Cô nói giống như đệ tử của tôi. Có ngon không mọi người? Dạ rất ngon. Tất cả đều ngon chứ? Thương ngon. Ngon lắm. Sư phụ nói tiếng Hoa giỏi quá. Tôi rất ngạc nhiên. Tiếng Hoa đơn giản thì được. Ngài đã sống một thời gian lâu ở Đài Loan Formosa chứ? Trước đây, vài năm về trước,
Rồi tôi sang châu Âu, tôi mới trở lại đây năm ngoái. Tôi sống ở Âu Châu 10 năm. Ngài thích Đài Loan và Formosa không? Vâng, tôi thích. Khi phước báo của Đài Loan Formosa đầy đủ thì tôi trở lại. Ồ, tốt quá. Thưa sư phụ, xin trở thành công dân của Đài Loan Formosa rồi. Đài Loan Formosa có thêm một quốc bảo nữa. Cảm ơn cô. Đó là phước đức của người dân Đài Loan Formosa. Tôi chỉ biết đọc kinh điển, thuyết giảng, khuyên người ta ăn thuần chay sống xanh để cứu đời cầu. Có thế thôi. Tôi để việc chính trị cho những người chuyên nghiệp hơn. Làm chính trị gia không phải dễ. Mình phải học rất nhiều luật, lịch sử của quốc gia, về thống chính trị. Mình phải biết mọi điều, phải biết toàn thế giới trước khi mình có thể là một chính trị gia thành công. Tôi thường nói với những người xung quanh tôi, làm vua à, đó là công thứ nhất, làm tổng thống à, cũng là công thứ nhất luôn. Chúng tôi sẽ để quý vị làm các nhà chính trị lãnh đạo. Và tất cả chúng tôi hoan hô đồng ý. Với chúng tôi, cả hai ngài đều rất vĩ đại. Tôi làm công việc khác. Đúng vậy, làm nhà lãnh đạo tâm linh rất khó, chỉ vì có nhân duyên với con người. Đôi khi tôi vô cùng khâm phục ngài, đó là con đường phải như vậy, đó là con đường tôi đã chọn. Chọn bất cứ con đường nào, chúng ta phải làm rõ ràng và nghiêm túc theo, thế thôi. Như phó tổng thống của chúng ta, bà ấy cũng có công việc ở nhà. Rất nhiều việc phải làm ở nhà. Vâng, đúng vậy. Tôi rất khâm phục bà ấy. Vâng, bà vẫn có rất nhiều lực lượng. Không, đó là vì tinh thần của bà ấy. Tinh thần. Bởi vì bà ấy có tinh thần giúp đỡ quốc gia. Tôi thật khâm phục bà ấy. Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa. Sinh tử hữu mệnh. Quốc gia cũng có vận mệnh. Tùy vào phúc đức của quốc gia đó. Chúng ta nên... Nếu chúng ta muốn, chúng ta phải khuyên đồng bào của mình phải thêm ở Đài Loan Formosa dinh dưỡng thuần chay đã rất phát triển. Ngay cả kênh CNN và các kênh khác đã thông báo về việc này. Nên tôi nghĩ là nếu quốc gia có đủ phước báo, thì khó, rất khó bị xâm chiếm. Quan trọng nhất là chính chúng ta, không phải người nước ngoài. Ngài có thích người Đài Loan Formosa chúng tôi không? Tôi thích Đài Loan Formosa. Thành ra tôi ở lại đây, chắc chắn không phải ai cũng sẽ ủng hộ quốc gia nào cũng đều giống nhau. Vậy thì phải làm sao đây? Vậy thì chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, phải không? Chúng ta phải trông cậy vào lực lượng Thượng Đế, Thiên Đế. Cạn ly nào. Tốt. Cùng nhau nào. À, cảm ơn Ngài. Thượng Đế gia trì. Cảm ơn Ngài. Bất cứ gì chúng ta muốn đạt được cũng tùy theo phước báo của mình. Chúng ta không chỉ nương vào khả năng hoặc viễn ảnh mà còn vào phước báo, cũng tùy vào phước báo của những người xung quanh, những người ủng hộ chúng ta và quốc gia. Đúng vậy. Thành ra chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình. Bất cứ gì chúng ta làm chỉ làm hết sức mình. Và rồi điều đó sẽ tùy vào vận mệnh của quốc gia. Nhé. Vâng, chúng ta không thể tự trách mình. Thành công hay thất bại không chỉ trong tay chúng ta. Vâng, chúng ta chỉ tận lực, hãy tận lực. Nên biết rằng nếu chúng ta đã tận lực, thì mình có thể thư giãn, tận lực là đủ tốt rồi. Vâng, cảm ơn sư phụ. Rất nhiều món ăn ngon, còn nhiều nữa. Ồ, thật sao? Ăn thêm chút. Thỉnh thoảng, thư giãn và vui hưởng một chút. Vâng, tôi không bao giờ tưởng tượng rằng sư phụ hài hước và tử tế đến thế. Ồ, món này ngon, ngon quá. Món mù tạt này xong hết lên đây. Món mù tạt này xong hết lên đây. Xin uống chút nước. Hãy uống một chút nước. Sư phụ, ngài đã đến bao nhiêu quốc gia rồi? Vô số phải không? Tôi đã quên. Ngài đã quên. Ngài thích quốc gia nào nhất? Quốc gia nào cũng có mặt tốt, quốc gia nào cũng có mặt tốt cả. Có lẽ đó là định mệnh của tôi ở Đài Loan Formosa. Tại sao? Sư phụ vẫn thích Đài Loan Formosa. Phải, hẳn nhiên rồi. Khi mới đến, tôi là người vô danh. Nhưng mọi người đều ủng hộ và chăm sóc cho tôi. Nếu tôi nhận ân huệ từ người dân, tôi buộc phải giảng pháp ở đó. Đó là luật của vũ trụ. Hơn nữa, các anh chị em đồng tu ở đây là người đệ nhất, ưu tú nhất và tất cả là xuất sắc nhất. Có ngon không? Dạ rất ngon, dạ ngon. Tôi mừng. Họ có thể nấu rất ngon. Họ nấu với rất nhiều tình thương. Vì vậy, người từ bất kỳ quốc gia nào đến đều thích thức ăn của họ.
Tôi không biết họ tu hành đạt được bao nhiêu, nhưng họ thích thức ăn ở đây. Phải. Nhờ có Phó Tổng thống, chúng tôi có cơ hội đến đây hôm nay. Đó là ân điển của sư phụ. Để diện kiến sư phụ, tôi thích bãi rất nhiều. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Bãi rất nhân đức và dũng cảm đáng ngạc nhiên. Quý vị có thể thấy nơi này ban đầu trông giống như thế nào. Những thứ này đều ở đây từ trước, không phải do chúng tôi tạo ra. Trước đây, người ta đến rồi đi và họ không có thời gian để thiền. Tôi cũng không có thời gian để giải thích với họ giáo lý thiền liền. Kể từ khi trung tâm cũ của chúng tôi mở cửa cho mọi người vào, tôi phải nói chuyện với người dân thường. Bây giờ thì khác. Tôi dạy họ những điều yên tâm hơn. Nếu họ thiền, họ sẽ có thể chấp nhận thêm. Tâm trở nên tĩnh lặng, đúng, thiền nhiều hơn. Có lợi ích cho quốc gia và cho thế giới. Chỉ nói thì không hữu ích lắm. Chỉ tốt cho tâm trí thôi. Thiền định đạt tới vị chân sư nguyên thủy của chúng ta là đấng đi ra giúp thế giới. Đó là bản lai diện mục, Phật tánh của mình. Lời giảng pháp chỉ dành cho tâm trí. Nó cũng hữu ích cho mọi người để hiểu tại sao họ cần làm. Như tại sao họ phải tử tế, tại sao họ phải nhân từ, tại sao họ phải là người tốt. Nó giải thích cho tâm trí một chút. Bằng không, nó có thể phản kháng. Tâm trí rất mạnh mẽ. Nếu mình không giải thích, nó từ chối làm việc. Nó sẽ làm phiền mình. Khi mình thiền, nó muốn đi uống cà phê. Đúng vậy. Khi mình muốn bế quan, nó sẽ cám dỗ mình đi hát karaoke. Vì vậy, tâm trí cần được giáo huấn. Ồ, đó là cách tâm trí làm việc. Phải, tâm trí phải. Ngài thật ấn tượng. Không phải sao? Nếu quý vị không tin điều đó, hãy thử thiền một ngày. Tâm trí sẽ đưa quý vị đến những nơi khác nhau. Quý vị sẽ không thể tập trung. Ở đây có rất nhiều món, có thể ăn cho tới sáng. Đây là diêm mạch. Diêm mạch, bà biết sao? Tôi biết, nhưng tôi không biết tên tiếng Anh. Quinoa. Nó rất bổ dưỡng. Vâng, tôi nghe nói rất bổ dưỡng. Nhiều chất dinh dưỡng. Siêu thực phẩm. Tại Đài Loan phong xa, nó cũng được quảng bá. Diêm mạch được cho là thức ăn bổ dưỡng nhất. Đây là một siêu thực phẩm rất bổ dưỡng. Họ gọi nó siêu thực phẩm. Thức ăn ngon không? Ngon ha? Dạ ngon. Được ban nhà bếp của chúng tôi nấu bằng tình thương. Cảm ơn. Được nấu bằng tình thương và niềm vui. Hãy nâng ly chúc mừng sư phụ lần nữa. Thưởng thức bữa ăn này rồi chúng ta sẽ thọ thêm nhiều năm nữa. Chúng tôi biết ơn sư phụ. Cảm ơn Ngài. Xin vui lòng. Chương trình của chúng tôi phát sóng đủ hết, bao gồm Thiên Chúa giáo, Đạo giáo và Phật giáo, để các tôn giáo có thể hiểu nhau và ngưng tranh giành, ngưng ca ngợi tôn giáo của họ và chỉ trích các tôn giáo khác. Nếu chúng ta thật sự dành thời gian để nghiên cứu, sẽ thấy giáo lý của tất cả tôn giáo đều tương tự. Sư phụ có tâm rất phóng khoáng. Vì vậy, chúng tôi cung cấp thông tin cho mọi người hiểu và giảm thiểu đánh nhau. Chủ nghĩa hòa bình của sư phụ. Phải, tôi cũng rất trung lập. Mọi người có thể là bạn của tôi. Tôi đối đãi với bà ấy như một vị Bồ Tát. Bà ấy có tiếng tốt và rất đáng kính. Bà ấy có thể sống một đời xa hoa. Nhưng bà áp dụng lối ăn trường chay. Bà ấy không phải là người thường. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng bà ấy là một vị Bồ Tát tái sanh. Phải. Bà ấy ở đây để giúp Đài Loan Formosa. Tôi cảm thấy hổ thẹn. Cũng chủ trương bảo vệ môi trường. Phải, đây là sứ mạng của bà. Lần trước, bà đến với một nhóm người ủng hộ khác. Lần này, họ là những người khác hả? Tôi cảm thấy xấu hổ khi dẫn theo quá nhiều người quấy rầy ngài. Không, lần sau, xin dẫn theo tất cả họ. Chỗ của chúng tôi rất lớn. Vâng, lần sau. Nếu họ muốn... Chúng tôi biết ơn sư phụ Thanh Hải. Xin nâng cấp vì Ngài, cảm ơn Ngài. Này, nâng đi chúc mừng mọi người. Nào, nâng đi chúc mừng tất cả. Thượng đế gia trì. Sư phụ, lần này Ngài đã bế quan bao lâu? Tôi vừa kết thúc bế quan và xuất quan chỉ vài ngày trước.
Vâng, tôi xuất quan vào ngày 15. Tôi có thể bế quan lâu hơn nhưng không được. Một đống công việc đang chờ, cho tới nay tôi vẫn chưa làm xong. Thật sao? Bởi vì nó chồng chất hơn một tháng. Tôi chỉ tập trung hướng nội. Ngoài ra tôi chuyên tâm vào việc dạy đệ tử, hai phương diện chủ yếu này. Tập trung vào việc dạy đệ tử và ủng hộ việc cứu địa cầu là công việc chính của tôi. Vẫn còn đủ thời gian để cứu địa cầu không? Không sao, vẫn còn được. Tăng tốc thì tốt hơn. Tôi ít kiên nhẫn hơn. Tôi nghĩ là quá chậm. Vâng. Nhưng ngoài ra thì cũng được. Ngài bắt đầu phong trào phải 30 năm về trước. Khoảng 40 năm về trước. Hả? Tôi nghĩ vậy. Ngài bắt đầu 40 năm về trước. Phải. Vâng. Trước đây 40, 30, 40 năm về trước. Phải. Trước khi Liên Hợp Quốc bắt đầu. Phải không? Phải. Đúng vậy. Tôi nhớ điều đó. Đó là lý do tôi rất khâm phục Ngài. Cảm ơn bà. Tôi chỉ có thể làm được nhờ ân điển của Thượng Đế. Tôi chỉ có thể làm điều đó bởi vì tôi đã có cơ hội. Nhiều người cũng muốn làm điều đó nhưng họ không có cơ hội. Tôi làm một số công việc khác từ bên trong. Tôi lo liệu công việc của thiên đàng. Tôi không quan tâm cho lắm về việc thế gian. Nếu mình chăm sóc công việc thiên đàng cho tốt, thì thế giới cũng sẽ thay đổi. Nếu tôi chăm sóc tốt cho điều đó bên trong, thế giới cũng sẽ được ảnh hưởng. Ưu tiên bên trong, làm việc với thiên đàng. Rồi thế giới cũng sẽ ổn thôi. Nhưng Ngài có cảm thấy thế giới thế nào đó sẽ đến hồi kết thúc chăng? Không. Không à. Ngài không tin vậy. Còn quá sớm, chúng ta sẽ ổn. Còn quá sớm. Thế giới này sẽ chấm dứt một ngày nào đó. Bên trong tam giới, không có gì là vĩnh cửu. Từ cõi cao nhất, mà chúng ta gọi là thần Phạm Thiên, đến thế giới thứ hai, đến thế giới Atula và thế giới của chúng ta. Bốn thế giới này không tồn tại mãi mãi. Nhưng khi chúng ta ở đây, chúng ta có thể bảo vệ nó. Và chúng ta có thể thuyết phục mọi người trên thế giới. Nếu họ làm việc thiện và sống hòa thuận với nhau trong hòa bình, thế giới sẽ tồn tại lâu hơn, đẹp hơn và yên bình hơn. Tất cả tùy vào những gì chúng ta làm. Chẳng hạn, một bộ quần áo được cho là có thể dùng chỉ 2 hoặc 3 năm. Nhưng nếu mình bảo dưỡng tốt, thì sẽ dùng được 4 hay 5 năm. Nhiều nhất, giống như xe hơi. Cũng giống như da chúng ta, nếu chúng ta chăm sóc tốt thì da sẽ ít lão hóa hơn. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta vẫn sẽ già đi. Vâng, trong khi vẫn còn ở đây, chúng ta cố gắng làm cho thế giới hạnh phúc hơn và ít đau khổ hơn. Rồi họ sẽ có thời gian để tu hành. Nếu họ tu hành, khi rời khỏi thế giới họ sẽ đi đến một nơi tốt hơn. Dù tận thế hay không, chỉ cần chắc chắn rằng chúng ta không tận. Trước tiên phải tu hành tốt, đúng vậy. Tu thân, tề gia, trị quốc, rồi bình thiên hạ, dù sao đi nữa. Chính trị gia cũng cần tu hành, nếu không thì chúng ta không thể quyết định sáng suốt. Đó là lý do thế giới của chúng ta quá hỗn loạn. Vì nhiều chính trị gia không tu hành tốt. Vâng, họ không tu thân, thậm chí không ăn chay. Ngấu nghiến ăn thịt uống rượu ngày đêm. Thân tâm chúng ta không chịu đựng nổi. Và khi thân thể không khỏe và tâm trí không minh mẫn, chúng ta không thể làm gì tốt. Sự thật là như thế. Thành ra các bậc thánh hiền cổ xưa khuyên chúng ta tu thân trước khi có thể trị quốc. Giống như cách phó tổng thống của chúng ta tu thân. Kinh Phật nói rằng, nếu người nào đó xuất thân từ một gia đình quý tộc,
giàu sang phú quý mà vẫn tu hành, họ nhất định là Bồ Tát tái sanh, không phải người thường. Vâng, nhiều người tu hành bởi vì họ đau khổ quá nhiều, hoặc họ quá nghèo, hoặc bởi vì cuộc đời của họ không suôn sẻ. Nhưng nếu họ xuất thân từ gia đình quý tộc mà vẫn tu hành, họ nhất định khác thường. Kinh Phật nói họ là Bồ Tát tái sanh. Đài Loan phương xa cần rất nhiều Bồ Tát thế này hiện thân. Đài Loan phương xa cần rất nhiều người như vậy. Tôi không biết nhiều chính trị gia lắm. Tôi chỉ tình cờ biết một người. Một là đủ, người tốt nhất. Đôi khi một là đủ rồi. Một là đủ, bởi vì chúng ta chỉ có một mặt trời. Và nó đủ cho chúng ta. Một mặt trăng cũng là đủ. Chúng ta không cần nhiều. Dạ, cũng không quên nhiều ngôi sao. Phải, các ngôi sao ở đó để ủng hộ. Chỉ để làm mặt trăng nổi bật lên. Trong trường hợp đó, họ là các ngôi sao. Các ngôi sao lớn nhỏ ở đó bổ sung cho mặt trăng. Bằng không chỉ có một mặt trăng. Trên bầu trời thì không đẹp lắm, không đủ sáng. Đúng vậy, vâng. Chỉ một mình mặt trăng thôi thì không ổn. Quá nhiều mặt trăng thì cũng không được. Quý vị vẫn ổn chứ, thoải mái không? Dạ tiệc, thật thịnh soạn quá. Tốt, tiếp tục ăn đi. Chúng tôi đang cố gắng. Vâng, xin cứ tiếp tục. Chúng tôi không ăn như thế này mỗi ngày. Nhờ phước của bà. Trời ơi, nếu tặng như thế này mỗi ngày, tôi sẽ không thể xuất quan. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bế quan mãi mãi và không thể xuất quan. Tôi xin lỗi về điều đó. Không sao hết, đây là hiếu khách. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Khi có khách quý đến, chúng tôi cố gắng tối đa làm bất cứ gì khả thi. Cảm ơn Ngài. Tôi nghĩ khoảng 2 tập niên trước, sư phụ đã dạy thiền định ở trường đua đào viên. Phải. Dạy pháp thiền. Ôi chào, cả trường đua đầy người. Có sự kiện nào như vậy gần đây nữa không? Không. Gần đây tôi tăng cường cho họ cầm tu để tăng cường lực lượng nội tại của họ để họ có thể giúp quốc gia và thế giới. Lời giảng sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Lời giảng chỉ là vấn đề trần gian. Lực lượng nội tại mới là quan trọng nhất. Chúng ta nhận ra vị minh sư bên trong của chính mình và để vị minh sư làm việc. Như vậy tốt hơn. Bằng không, tất cả từ ngữ và lời giảng đều chỉ là bên ngoài, không phải từ cội nguồn nguyên thủy, không đủ để hoàn thành bất cứ gì hết. Mối quan tâm chính của sư phụ là vấn đề tâm linh. Ngài luôn luôn nói chuyện với thiên đàng. Tôi hiếm khi quan tâm đến vấn đề chính trị, không phải các vấn đề chính trị. Vâng, gần đây tôi còn bận rộn hơn. Vâng, tuy nhiên các tổng thống Hoa Kỳ đã trao cho tôi nhiều giải thưởng, 5 hoặc 6 giải thưởng. Ngoài ra nhiều thống đốc, tiếng Hoa nói thế nào nhỉ? Các thống đốc tiểu bang đã trao cho tôi rất nhiều giải thưởng. Tôi hầu như không liên hệ gì đến họ. Người Hoa Kỳ thật sự trân quý nhân tài và đạo đức. Vâng. Thành ra, quốc gia của họ là số 1. Nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng nếu tất cả chính trị gia có niềm tin tôn giáo sẽ tốt hơn, ít có xu hướng làm việc xấu hay làm điều sai trái, họ sẽ sợ nhân quả rồi sẽ không làm quyền. Đúng, phải thiền về đạo đức hơn. Tôi thật sự nghĩ vậy. Thành ra các bậc thánh hiền cổ xưa nói tự thân đầu tiên, và rồi tề gia, phải, và rồi trị quốc và bình thiên hạ, và rồi chúng ta có thể bình thiên hạ và thế giới sẽ hòa bình. Người Nhật coi trọng điều này hơn. Người Nhật công nhân bình thường, công ty sẽ trả tiền cho họ học thiền trong chùa chiền. Đây là một thực hành phổ biến trong nhiều công ty Nhật Bản. Họ nghĩ rằng sau khi tu thiền một thời gian ngắn, họ có thể làm việc tốt hơn. Vâng, phải. Trở nên thông minh hơn và sẵn lòng cống hiến hơn. Dù là họ đã thất bại trong chiến tranh, quốc gia của họ đứng dậy và thịnh vượng rất nhanh. Đó là do tinh thần này, tinh thần cống hiến. Họ tưới từ gốc, không phải từ ngọn, từ gốc. Đúng.
À, từ cái tách, à, từ thân, rồi hoa nở rất đẹp, hoa nở thật đẹp làm sao? Thật sự phải tu thân. Sao cơ? Xin vui lòng. Để tôi giúp bà. Đây. Bà có muốn gói món này không? Đây là từ Đà Lạt Phong Sa, gói đem về nhà. Gói hết đi. Tôi cũng gói món này và ăn trong hang động của tôi. Đây là tình thương của sư phụ. Chúng tôi nhất định phải gói đem về và ăn ở nhà từ từ. Tốt, nhưng kem ý thường chay không thể gói được. Cả đồ đựng nữa. Cảm ơn quý vị. Sư phụ thật hài hước. Tôi có một chuyện cười. Vâng. Có một ông thường xuyên bị vợ bắt nạt. Bị bắt nạt. Một ngày nọ, một người bạn lâu năm, 10 năm rồi, ông chưa gặp, đến thăm họ. Vì vậy, ông chồng thương lượng với vợ. À này, anh rất tôn trọng em. Bao nhiêu năm qua, em có thể thích làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, người bạn thân nhất của anh đến. Xin đừng làm anh xấu hổ, được không? Rồi, cô vợ nói, được, anh muốn làm gì thì làm. Hôm nay, em sẽ im lặng. Và chỉ nói dạ, vâng. Khi ông bạn của ông ấy đến, ông chồng nhân được cơ hội này bắt nạt vợ, chỉ huy và bắt nạt vợ. Cô vợ nhẫn nại chịu đựng hết, chỉ cho một ngày thôi, đã hứa là phải giữ lời. Ông tùy tiện khiển trách vợ, tại sao bia không ấm? Tại sao mì lạnh quá lạnh? Là kem. Và rồi, tại sao xà lách quá lạnh? Tại sao nước tương không ấm? Ông cứ bắt nạt vợ như thế. Vâng, cuối cùng cô vợ thật sự bực mình quá. Kem cũng quá lạnh, cô vợ không thể chịu nổi nữa. Nên cô nói, được rồi, tôi sẽ hâm nóng cho anh. Và đổ thức ăn lên đầu ông. Thật uổng công. Cô vợ cũng không thể thay đổi thói quen. Có muốn tôi hâm nóng cho anh không? Ngay cả nước tương phải ấm. Người bạn tròn mắt nhìn ông và nói, làm sao anh có thể khống chế vợ mình đến mức như vậy? Tôi thật sự bội phục anh, vợ tôi hoàn toàn khác, tôi không thể làm thế với cô ấy. Ông chồng nói, này là đàn ông, chúng ta phải nên như vậy. Chồng cô ấy không nói, thật ra tôi là người bị bắt nạt mỗi ngày. Ồ, sao có thể nói vậy? Ông không dám nói, không cần giải thích. Và ông đã chứng minh rõ ràng. Đổ thức ăn lên đầu ông, thế là công giả tràng. Mọi việc đều rõ ràng, ngay cả nước tương cần phải ấm. Rau xà lách không ấm. Tại sao kem không ấm? Đúng vậy, kem không ấm. Để nó vào lò vi sóng, lò nướng vi sóng, phải. Thưa sư phụ, ngài sẽ chấp nhận là mọi thuyết pháp bên ngoài chứ? Tôi đã từng đi khắp nơi, nhưng không đi nữa. Truyền hình đủ tốt rồi. Phát sóng qua đài truyền hình riêng của ngài. Cách này tốt hơn. Thật sự hôm nay là phước lành chúng tôi có thể diện kiến sư phụ. Và có khát khao này. Tôi chỉ nói chuyện ở đây và qua phát sóng. Mọi người có thể xem. Được rồi, gói món này đem về nhà. Gói trí huệ của ngài đem về nhà. Vâng. Một chút trí huệ. Phó Tổng thống thông minh nhất. Nên đem trí huệ về nhà, phải, chỉ một chút. Thưa sư phụ, ngài có muốn khai thị cho chúng tôi nghe không? Khai thị gì? Tôi đã tặng quý vị thức ăn để ăn. Quý vị muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời. Dạ được, không cần khai thị, dạ được. Không cần khai thị chính thức. Người xưa nói tu thân tề gia trị quốc. Rồi mới bình thiên hạ. Tôi chợt nhớ những từ này. Khi trở về, chúng tôi sẽ niệm những từ này mỗi ngày. Đúng vậy, nếu không quý vị sẽ quên, rồi bị xã hội lôi kéo và ô nhiễm. Hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến quý vị thay đổi và quên mục tiêu của mình. Lý tưởng ban đầu của quý vị sẽ dễ dàng bị quên mất. Vâng, có quá nhiều sự cạnh tranh ngoài kia và đấu tranh sống còn. Vì vậy, chúng ta sẽ quên, sẽ dễ quên. Vâng, đúng vậy, chỉ cần nhớ những từ đó. Ở đây tôi chỉ đọc kinh điển và giải thích cho họ. Tôi không làm điều gì trọng đại cả. Không dũng cảm như bà. À, tôi ngốc mà. Không, bà dũng cảm.
và tiếp tục phấn đấu. Mọi người làm những việc khác nhau. Lý tưởng của bà là phục vụ quốc gia. Lý tưởng của tôi là phục vụ thế giới. Cả hai đều vĩ đại. Phục vụ và chiếu cố tới bất cứ ai đến để học hỏi từ tôi. Tất cả họ đều đã thọ tâm ấn và tất cả họ đều khác. Quá trình tâm ấn là để câu thông với chân tánh của mình. Bởi vì khi nhìn vào một thứ gì đó, chúng ta nghĩ là mình đang nhìn bằng đôi mắt trần. Thật ra không phải như vậy. Chúng ta có một nguồn để nhìn mọi thứ với một lực lượng khác để nhìn mọi thứ. Và khi nghe mọi thứ, chúng ta nghĩ mình nghe bằng tai. Không phải vậy. Nghe hướng nội mới là nghe thật sự. Và nhìn hướng nội mới là nhìn thật sự. Đó là cách chúng ta thấy bản lai diện mục của mình có thể làm được sau khi tâm ấn. Và mỗi ngày rèn luyện thêm, chúng ta sẽ có thể câu thông với bản lai diện mục của mình, với Phật tánh của mình và với Thượng Đế. Thành ra họ trông khác, nhìn họ khác bên trong. Bên trong rất sáng. Một số người có hào quang xung quanh đầu họ, nhưng chúng ta không thấy được bằng mắt thường. Chỉ có thể thấy nó bằng nguồn nhìn nguyên thủy, nhìn từ bên trong là khác với nhìn từ bên ngoài. Thành ra nếu quý vị nhìn Phật Thích Ca Mâu Ni bên ngoài, Ngài cũng chỉ là một người. Ngài đi khất thực mỗi ngày, rồi trở về thuyết pháp. Nhưng Ngài không phải con người phàm đó, Ngài rất sáng. Ngài đã tìm được bản lai diện mục của Ngài. Ngài có lực lượng bất khả tư nghị. Ngài có thể giải thoát các chúng sinh và có thể tiêu trừ nghiệp của người khác. Năm, sáu, bảy, tám đời thân nhân đệ tử của Ngài được siêu sanh. Nếu họ thật sự tu hành, thì năm, sáu, bảy, tám đời của họ được siêu sanh, sẽ được siêu sanh. Các đệ tử này cũng giống vậy. Họ thọ tâm ấn và tu hành để năm, sáu, bảy, chín đời thân nhân có thể được siêu sanh. Sau khi tạo tâm ấn, nghiệp của họ sẽ được tiêu trừ, và bất cứ ai liên quan đến chúng tôi, nghiệp của họ cũng sẽ được tiêu trừ. Vâng, tất cả đều được tiêu trừ. Đó là cách mình được giải thoát, không phải chỉ bằng lời nói vào lúc tâm ấn. Không có nói, không ngôn ngữ. Đó gọi là tâm truyền tâm, không ngôn ngữ, không kinh điển. Những người này không phải trở lại trần gian này nữa. Họ sẽ tiếp tục đi lên. Họ được giải thoát từ ngày thọ tâm ấn. Nhưng nó tùy vào họ được giải thoát đến đâu. Đẳng cấp thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Phải. Tối thiểu họ không phải quay lại. Tối thiểu họ không phải tái sanh. Có lẽ đẳng cấp của họ không cao lắm, nhưng họ không phải đầu thai. Họ sẽ đi đến một đẳng cấp cao hơn, mặc dù nó không cao lắm. Chẳng hạn đây là thế giới vật chất của chúng ta. Rồi có thế giới Atula. Rồi có thế giới khác của thành trụ hoại không. Thế giới thứ ba, cai trị bởi Phạm Thiên. Ngài là cao nhất, vua của tam giới. Không, không được. Có thể người nào đó chưa có phẩm chất chính trực của Ngài vượt ngoài tam giới, nhưng họ đã phát triển lực lượng nội tại. Vì vậy, họ, chẳng hạn họ thọ tâm ấn hôm nay và chết trong 2 hoặc 3 ngày, không đủ thời gian để vượt ngoài tam giới, nhưng họ đã phát triển bên trong. Cho nên họ tiếp tục đi lên, và lực lượng minh sư của họ sẽ giúp kéo họ lên cho đến khi họ vượt qua tam giới. Rồi thế giới thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười và đến thứ 11. Cuối cùng họ sẽ đến đó. Và ngay cả trước đó, thân nhân và bạn hữu của họ cũng sẽ được siêu sinh. Các thân nhân này cũng sẽ đi lên. Có lẽ không lên tới thế giới thứ 11 lập tức, nhưng từ từ cũng sẽ tới, xếp hàng chờ. Rồi sẽ đi lên, đúng vậy. Giống như đứa trẻ sơ sinh, chưa phải là vua, nhưng nó là hoàng tử. Sau khi lớn lên, nó sẽ là vua, giống như vậy. Đây là bài khai thị của tôi. Thưa sư phụ, giáo lý của Ngài thuộc nhánh Phật giáo nào? Chỉ có một tôn giáo. Chỉ có một tôn giáo, tâm ấn là chánh pháp. Vào lúc đó, không cần nói chuyện, quý vị sẽ thấy tự tánh của mình. Không phải nhìn bên ngoài. Chúng ta có mắt và tai, nhưng chúng ta không dùng chúng. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể thấy bản lai diện mục của mình. Nhưng nó phải được mở. Mắt trí huệ của quý vị phải được mở. Đây là những gì diễn ra lúc tâm ấn. Trong Phật giáo họ nói khai quang điểm nhãn. Ngài chỉ mở nó như thế sao?
Không chỉ vậy, tôi cũng phải giải thích cho quý vị cách tu tập để quý vị có thể tu tập mỗi ngày. Ồ, đúng vậy. Thưa sư phụ, ngài đã đến Ấn Độ có phải không? Đúng, ở đó một vài năm. Chúng tôi đã đến nơi Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Tôi đến đó một lần. Ờ, vườn Lộc Uyển. Phải. Nên lúc đó tôi nghĩ thật ngốc mới là một chính trị gia. Sao lại ngốc? Tôn giáo có nhiều ảnh hưởng hơn. Không hẳn vậy. Chỉ là họ có nhân duyên. Họ khao khát về nhà. Khao khát biết chân tánh của họ. Thành ra họ đến. Những người khác chưa cảm thấy khao khát, nên họ không đến. Thời điểm của họ đã đến. Ý ngài là gì khi nói thời điểm của họ đã đến? Có nghĩa là giống như một trái cây. Khi thời điểm đến, nó chín. Một số người đã trải qua vòng sinh tử và luân hồi quá lâu, họ đã mệt mỏi rồi. Thế đó, khi thời điểm đến, hoa này nở. Và khi thời điểm khác đến, hoa này sẽ nói lời tạm biệt. Đúng, nó giống như vậy. Phải. Hoa nở đẹp quá. Tất cả đều ở bên trong. Một số người sống một đời như mọi người khác. Họ có một công việc, có một gia đình, nhưng họ có khao khát bên trong. Muốn biết Phật tánh là gì và thiên đàng là gì. Muốn biết tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn nói mọi người đều có Phật tánh bên trong, giống như ngài. Nhưng tại sao chúng ta không vĩ đại như ngài? Và tại sao chúng ta không khai ngộ như ngài? Thế nên một số người đọc kinh điển và có khát khao này. Họ nói, tôi muốn biết Phật tánh của tôi ở đâu. Một số tín đồ Thiên Chúa Giáo nghe Chúa Giêsu nói, Thượng Đế ở bên trong các ngươi. Rồi họ có khao khát này và tự hỏi, nếu Thượng Đế ở bên trong tôi, tại sao tôi không thấy được Ngài, tôi muốn thấy Ngài. Rồi họ sẽ có khao khát này. Và thiên đàng sẽ cho họ một cơ hội để tìm một người có thể chỉ cho họ thấy thiên đàng và Phật tánh của chính họ. Tôi là một trong số những người có thể giúp họ. Vì vậy, thiên đàng sẽ giúp mang họ đến với tôi. Không phải nhờ quyết định của họ, hoặc tôi quyết định đi tìm họ, nhưng thiên đàng sẽ giúp. Và chư Phật Bồ Tát cũng sẽ ủng hộ và dẫn họ đi tìm người có thể mở trí huệ cho họ. Thưa sư phụ, tôi có một câu hỏi ngộ nghe. Không, bà quá khiêm nhường. Xin nói cho ta biết, Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng không có nhiều người ở Ấn Độ tin vào Phật giáo. Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo. Tại sao không thể thống nhất tôn giáo? Đó là lý do chúng tôi chiếu tất cả tôn giáo trên truyền hình của chúng tôi, để mọi người có sự hiểu biết về tôn giáo. Thế giới có quá nhiều tôn giáo. Giáo lý nguyên thủy của tất cả tôn giáo luôn luôn là tình thương và hòa bình. Và họ không có hòa bình. Tại sao có quá nhiều tôn giáo và họ còn xung đột với nhau? Được rồi, để tôi giải thích. Vâng. Ban đầu không có Phật giáo, Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật. Sau khi Ngài vãng sanh, những người tin vào Ngài tiếp tục giảng giáo lý của Ngài. Những người theo Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không tạo ra Phật giáo. Đó là người của các thế hệ sau này mà không học trực tiếp từ Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc thọ tâm ấn với Ngài. Họ chỉ tin vào Ngài, rồi nó trở thành Phật giáo. Sau khi Chúa Giêsu Kitô rời đi, họ hình thành Thiên Chúa Giáo, cũng như tiên tri Mohammed. Bình an đến với Ngài. Sau khi Ngài rời đi, họ hình thành Hồi giáo. Thần Krishna cũng là một vị minh sư. Sau khi Ngài rời đi, Ấn Độ giáo hình thành. Lấy những ví dụ này để giải thích, nước Ấn Độ thật sự là một quốc gia đã khai phát tôn giáo. Vâng, nhiều vị minh sư đến rồi đi. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng ở đó. Chúa Giêsu Kitô cũng học một thời gian tại Ấn Độ. Dù sao đi nữa, Ấn Độ đó để bảo vệ bầu không khí của các tôn giáo. Vì thế, nhiều vị minh sư đã đến. Chẳng hạn như đạo Sikh, sau khi vị minh sư rời đi, nó trở thành Sikh giáo. Đầu tiên không có Sikh giáo. Vâng.
Khi thằng Krishna ở đó, mọi người trở thành đệ tử và tín đồ của thằng Krishna. Quá khứ luôn luôn như vậy. Thành ra, có rất nhiều tôn giáo. Tại sao có quá nhiều? Bởi vì rất nhiều vị minh sư đến rồi đi. Có lẽ sau khi tôi rời đi sẽ có một đạo Thanh Hải. Tất cả họ đều là rất lâu về trước. Khi tôi mới đến, họ khuyên tôi, Ngài thành lập một tôn giáo và sẽ là vị minh sư sáng lập, rồi không ai có thể quấy phá Ngài. Tôi nói không, đã có quá nhiều tôn giáo tranh chấp với nhau. Tạo thêm một tôn giáo nữa chỉ làm cho mọi thứ thậm chí phức tạp hơn. Vì vậy tôi không muốn, tôi không thể để con người có một tôn giáo khác nhiều phân chia hơn và cạnh tranh hơn. Có thể có thêm nhiều nhóm tôn giáo trong tương lai, phải, nên tôi đã không làm. Nhiều vị minh sư đến rồi đi. Rất nhiều tôn giáo được hình thành. Ban đầu, tôn giáo không được tạo ra bởi các minh sư hoặc đệ tử của các ngài. Đó là các tín đồ sau này, những người không khai ngộ, chấp vào hình thức bên ngoài. Nhiều chuyện nực cười, tôi không dám nói ra đây. Không dám nói. Rồi mọi người chỉ theo truyền thống và nghi lễ để tôn thờ. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mọi người tôn kính Ngài, ngay cả vua đến và bái lại trên sàn, dưới chân Ngài. Đó là truyền thống. Tại Ấn Độ, họ thật sự tôn kính các vị minh sư. Họ tôn kính các vị minh sư như hoàng tử, vua của thế giới. Tuy nhiên, đôi khi các tước vị này mang lại rất nhiều rắc rối cho các vị minh sư. Bởi vì một số nhà lãnh đạo chính trị hoặc vua sợ rằng các vị minh sư có thể muốn chiếm ngai của họ. Vì vậy, họ luôn luôn tàn nhẫn, hành hạ, minh sư hoặc sát hại các ngài. Cũng vậy, với Chúa Giêsu Kitô được tôn kính như vua Do Thái, rồi Ngài bị hành hình, ngay cả trước khi Ngài chào đời, vua lúc bấy giờ đã muốn giết Ngài. Vua nghe tiên đoán rằng một vua Do Thái sẽ ra đời. Mà thật ra có nghĩa là vua có tín ngưỡng. Vì vậy, ông vua đó sợ và truy sát tất cả trẻ sơ sinh lúc bấy giờ. Vì thế, cha mẹ của Ngài phải chạy trốn đến nơi khác. Nhưng một vị minh sư không thể bị ẩn giấu. Vinh quang của Ngài vẫn tỏa sáng. Nhưng khó khăn hơn vào thời đại đó. Việc giảng đạo của Chúa bị cắt ngắn chỉ sau 3 năm. Nhiều vị minh sư được tôn kính như vua. Tại Ấn Độ, đó là hoàng tử. Nhiều vua sợ các ngài. Và chính phủ lo lắng rằng các ngài có thể phát động một cuộc cách mạng. Bởi vì rất nhiều người ngưỡng mộ và sùng bái minh sư. Họ nghe theo chỉ dẫn của các ngài. Và chỉ cần minh sư nói một câu, họ sẽ cúng dường tất cả của cải, thậm chí dùng vàng lát đất cho Đức Phật. Vì vậy, thời đó rất khó khăn. Rồi sau khi Đức Phật ra đi, nó trở thành Phật giáo. Sau khi Đức Phật rời khỏi, Phật tử và Phật giáo được hình thành. Ban đầu không có Phật giáo. Bà hỏi tôi tại sao có quá nhiều tôn giáo, đó là lý do. Rất nhiều vị minh sư đến rồi đi. Tôi xin hỏi sư phụ một câu khác, xin cứ nói. Đức Phật nhấn mạnh rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng. Phải. Nhưng tại Ấn Độ có một sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa người nghèo và người giàu. Chênh lệch gì? Chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Phải. Người giàu thì vô cùng giàu, người nghèo thì vô cùng nghèo. Phải, đúng vậy. Làm sao chúng ta giải thích điều đó? Mọi người thờ phụng Thượng Đế nhưng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn. Nó sẽ ra tại mẫu quốc gia, kể cả các quốc gia Thiên Chúa Giáo. Chúa Giêsu cũng dạy sự bình đẳng cho tất cả. Thượng Đế ở bên trong mỗi chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy rằng nó đang trở nên thái quá tại Ấn Độ. Không hẳn vậy, ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng có vua. Đại quan, người rất giàu và người rất nghèo, bởi vì họ có chế độ gia cấp. Nếu một người có định mệnh xấu, sinh ra trong giai cấp thấp nhất, họ sẽ đó cả đời. Vì vậy, lúc bấy giờ, Phật giáo nên... Khi Đức Phật ở đó, đúng là có sự bình đẳng. Sau khi Đức Phật rời đi thì cũng vẫn như vậy, bà thấy đó. Bây giờ chúng ta có Phật tử ở đây tại Đài Loan Formosa, đừng nói chỉ những nơi khác. Vẫn có người rất giàu hay rất nghèo. Phải. Nó không có nghĩa là bằng cách tin Phật hoặc trở thành Phật tử, chúng ta sẽ trở thành giàu có hay bình đẳng. Ở đó từng có một chế độ giai cấp. Những vị vua trước đây
chia dân chúng thành bốn giai cấp. Đầu tiên là người Bà La Môn, rồi chiến binh, rồi thường nhân. Người hạ đẳng là những người dọn dẹp vệ sinh và tương tự người dọn vệ sinh. Bây giờ không cần nữa. Bây giờ chúng ta có nhà vệ sinh. Trước đây họ cần người đổ thùng phân, phải. Vì vậy mọi người sợ bẩn và tránh xa họ. Vâng. Vấn đề là sự dơ bẩn, vệ sinh và hôi thối. Ý tôi nói là các nhà lãnh đạo tôn giáo nên làm việc cùng với chính trị gia. Dựa vào quan điểm của các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia có quyền thay đổi và cải tiến hệ thống. Phải. Nếu một chính trị gia đã làm một điều gì đó sai, hãy nói với họ, quý vị đã làm sai, đúng vậy, nhưng làm như thế nào? Nó thật sự đúng nhưng khó làm điều đó trong xã hội. Sư phụ nghĩ sao? Về những người phản đối chúng ta, ủng hộ hòa bình và trung lập. Bất kể mình làm gì, luôn luôn có người nào đó muốn ngầm phá hoại. Có hai lực trên thế gian này. Một là lực lượng khẳng định, và một là lực lượng phủ định. Đức Phật cũng đã bị người ta hãm hại. Khi Ngài còn tại thế, anh họ của Ngài luôn muốn hại, và thậm chí muốn giết Ngài. Không phải chỉ quấy phá Ngài thôi. Chúa Giêsu cũng bị hãm hại. Khi người nào đó cản trở, chúng ta thậm chí phải mạnh hơn. Vâng, quyết tâm hơn và mạnh mẽ hơn. Không có người này cản trở, chúng ta sẽ không thể nhận ra khả năng của mình. Vâng, đúng vậy. Cả trí huệ của mình nữa. Rất đúng. Đúng, nó là một loại thách thức và khảo nghiệm. Vâng. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người quấy phá Ngài thật sự là người giúp Ngài. Vâng. Vì vậy, cuối cùng, Ngài trở thành Phật. Lần đầu tiên, Ngài dấn thân vào con đường tu hành. Đối với Ngài cũng rất khó khăn. Ngài đã chịu đủ loại gian nan vì người đó. Rồi Ngài trở nên mạnh hơn, cho nên không dễ cho một người thành công. Đúng vậy. Không có khảo nghiệm thì không bao giờ biết mình mạnh thế nào. Và lý tưởng thật sự của mình là gì? Có đúng không? Mình thật sự có lý tưởng này không? Yên Phi, lắng nghe câu này của sư phụ. Tôi nghĩ câu này là quan trọng nhất. Phải, Ngài nói những người quấy phá chúng ta là những người khảo nghiệm chúng ta và cũng giúp chúng ta. Một phước lành cho chúng ta. Câu này điều đó giúp quý vị thấy quý vị thật sự có lý tưởng này. Rằng quý vị không làm vì danh, lợi hay một cuộc sống sung túc. Rất nhiều đau khổ và trở ngại. Nhưng quý vị vẫn kiên trì. Có nghĩa là quý vị thật sự thành tâm làm điều này. Chỉ khi đó mới đáng làm. Nào, năng ly chúc mừng sư phụ. Nào, thật thế. Nếu quá dễ thì nó không đáng giá. Chúng tôi nhất định phải mang câu này về nhà. Gói và mang về nhà. Câu này xứng đáng được đem về nhà nhất. Chúng tôi rất biết ơn sư phụ đã khai thị. Quý vị thấy, nó cũng giống với bất kỳ sự cạnh tranh nào. Không có đối phương, làm sao quý vị có thể chỉ một người làm sao cạnh tranh? Đúng, quý vị có thể chạy rất chậm và vẫn tới đích. Không có động lực. Nếu cho một người khác cái gì đó mà chúng ta không thích, thì nó không quý giá nữa. Chúng ta thích cái này rất nhiều, nhưng vì người khác, được cứ đưa cho họ. Nó giống vậy, quý báu hơn và biết ơn hơn. Tương tự thế, những người kiên trì bảo vệ lý tưởng của họ, bất kể chướng ngại nào, là anh hùng thật sự. Vâng, nếu quá dễ và bất cứ ai cũng có thể làm, tại sao quý vị phải làm nó, phải vậy không, Đại Bồ Tát? Đây là câu nói kinh điển nhất. Sao bà ấy phải làm? Nếu dễ vậy, tôi đã làm nó. Tôi thích nhất những việc dễ. Tôi quá lười, không muốn phấn đấu. Cần có những người như bà để dẫn dắt Đài Loan Formosa. Bà vẫn còn rất mạnh mẽ vì lý tưởng của bà ấy. Vì mục đích phục vụ quốc gia và bảo vệ đồng bào. Bà ấy mạnh mẽ. Bằng không, bà ấy có thể dễ dàng nghỉ hưu ha? Phải, bà ấy có thể nghỉ hưu lâu rồi, phải không? Vâng, bà ấy được sinh ra để mang trách nhiệm này. Bà ấy được trao trách nhiệm này. Tôi khâm phục bà ấy rất nhiều, tôi không dám. Chúng tôi cũng khâm phục bà ấy rất nhiều. Tốt, vậy hãy tiếp tục ủng hộ bà ấy. Tiếp tục ủng hộ bà ấy và bảo vệ bà ấy. Vâng, chăm sóc bà ấy, làm cho bà ấy mạnh mẽ, khỏe mạnh và tinh thần tốt. Bởi vì con người cần sự ủng hộ để tiếp tục làm những việc lớn. Cảm ơn sư phụ đã gia trì. Tôi làm hết sức mình. Tôi cũng xin chúc bà. Cảm ơn sư phụ. Tôi xin chúc bà vạn sự như ý. Cảm ơn sư phụ. Thành công. Tôi chỉ có thể làm thế thôi. Cảm ơn Ngài. Bởi vì trách nhiệm của tôi khác. Sứ mệnh của tôi khác. Sứ mệnh của bà là phục vụ Đài Loan Formosa. Vâng, cảm ơn sư phụ. Và sứ mệnh của tôi là làm việc cho đệ tử.
Sư phụ đã chọn Đài Loan Formosa như quê hương thứ hai của Ngài. Đó là vinh hạnh của Đài Loan Formosa, là phước đức của người Đài Loan Formosa. Tôi cho rằng vận mệnh của tôi đã trở nên như thế này. Sư an bài đã dẫn tôi đến đây. Tại sao tôi không đi đến nhiều quốc gia khác? Tôi đến Đài Loan Formosa và sau đó thậm chí trở thành một ni cô ở đây. Rồi có một số người Đài Loan Formosa tốt. Lúc bấy giờ tôi không có gì. Tôi chẳng là ai cả và không có tiền. Lúc đó mọi người chăm sóc tôi rất tốt. Duyên lành đã được tạo ra như thế đó. Vì vậy nó chỉ tiếp tục thôi. Những người xung quanh Ngài bây giờ là người Đài Loan Formosa tốt nhất. Còn rất nhiều nữa, rất nhiều nữa. Tất cả quý vị đều là người Đài Loan Formosa tốt nhất. Dĩ nhiên. Thật rất hiếm là sư phụ vô cùng từ bi và tử tế. Và có tánh thật khôi hài. Không, tôi bình thường như vậy. Quý vị không biết, bởi vì quý vị chỉ thỉnh thoảng đến, chúng tôi thường như thế. Cảm ơn Ngài. Dĩ nhiên, chắc chắn chúng tôi không ăn nhiều như vậy. Nhiều người muốn được gặp Ngài nhưng không thể. Ngài đã dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi. Dạ, thưa sư phụ, thành quả lớn nhất trong đời tôi là được gặp sư phụ hôm nay. Tôi thực sự biết ơn rất nhiều. Cảm ơn sư phụ, cô quá khiêm tốn. Trong tương lai, tôi sẽ có thể nói rằng tôi đã gặp sư phụ Thanh Hải. Có hàng ngàn người thường đến mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, nhưng không thể nói chuyện với sư phụ gần như thế này. Vì vậy, để gặp sư phụ, nhưng có thể xảy ra tôi thường ăn tốt với họ. Thật sao? Hôm nay là nhóm này. Và rồi, sẽ là nhóm khác cuối tuần này. Tôi sẽ dùng cơm với ai tuần này? Ngạo Lạc Việt Nam. Nhóm Ngạo Lạc Việt Nam. Nhóm trước đó thì sao? Trước đó nhóm Ngạo Lạc Việt Nam, nhóm người biểu diễn. Tôi ăn với đệ tử mỗi tuần. Bởi vì chỗ này nhỏ, nên tôi không thể ăn cùng tất cả họ được. Tất cả chúng tôi ăn uống không trịnh trọng. Chẳng hạn, tuần này, tôi ăn với người đến từ là Việt Nam và rồi trước đó, tôi ăn với những người biểu diễn. Những người biểu diễn, với những người biểu diễn. Và tuần trước nữa, tôi ăn tối với người làm việc. Đôi khi tôi chỉ ăn với người nhà bếp. Tùy vào đến lượt ai, và cũng tùy tôi có rảnh rỗi không. Đôi khi tôi mang tài liệu đến nhà bếp để ăn với họ và làm việc cùng một lúc. Cho nên không khó vậy đâu. Họ là đệ tử. Bởi vì họ đến từ rất xa. Đôi khi tôi dùng cơm với đệ tử cao tuổi từ Trung Quốc. Vâng, đủ thành phần. Cũng tùy vào tôi có thời gian không. Vâng, vấn đề là Ngài không rảnh. Gì cơ? Bình thường tôi không có thời gian, nhưng tôi vẫn dành thời gian để ăn và trò chuyện với họ. Vâng, và rồi thuyết pháp cho họ. Đại loại như thế. Thưa sư phụ, tôi xin hỏi Ngài một câu. Tại sao tôi rơi nước mắt? Mỗi lần tôi nghe tụng kinh, danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyên nhân là gì? Rơi nước mắt nghĩa là cô xúc động. Rơi nước mắt có nghĩa là tôi xúc động. Đôi khi nếu tâm mình đơn thuần và thuần khiết, Phật Bồ Tát, Chư Thánh và các vị Minh Sư luôn luôn ban phúc cho thế giới. Các ngài ban phúc cho mọi người, các ngài không phân biệt và sẽ không nói cô xấu, tôi không ban phúc cho cô. Tôi sẽ ban phúc nếu cô tốt, không. Chỉ là nếu mình tốt, tâm mình sẽ đơn thuần hơn, rồi dễ nhận lực gia trì của các ngài hơn. Chẳng hạn, nếu thân thể của cô khỏe mạnh thì cô có thể ăn rất nhiều. Vì thế, đôi khi khi người nào đó bị bệnh, họ không thể ăn. Càng ăn, họ sẽ càng bị bệnh. Và họ không thể ăn do mất khẩu vị. À, chẳng hạn, tôi thích đãi cô. Nếu cô khỏe mạnh, cô có thể tiêu hóa tốt. Cô tiếp tục ăn sẽ không sao. Dạ, mình sẽ ngon miệng. Phải. Nếu đã bị bệnh, họ sẽ không thể ăn. Ok, hôm nay tôi nấu bao nhiêu? Vâng, hiểu không? Dạ. Tương tự, nếu tâm của cô thuần khiết, cô có thể nhận được gia trì của Phật Bồ Tát. Và đó là lý do. Linh hồn cô rơi nước mắt, đó không phải là tâm trí của cô. Tâm trí của cô không thể hiểu. Linh hồn cô hiểu. Linh hồn của cô xúc động. Linh hồn của cô được tẩy sạch và trở thành thanh sạch hơn một chút. Thành ra cô rơi nước mắt. Bởi vì linh hồn của cô xúc động, tuy nhiên, vậy có nghĩa là cô ấy có Phật tánh. À, tâm thuần khiết là như vậy. Đôi khi sau khi nghe họ tụng kinh, tôi khóc rất nhiều. Ra thế. Tôi tự nói với mình đừng khóc, nhưng tôi vẫn khóc. Không nên. Nếu cô muốn cứ khóc, tiếp tục khóc, tiếp tục khóc. Khóc nhiều hơn và to hơn. Tại sao cô không thể khóc? Ai nói? Cô cũng có thể cười nếu muốn. Đúng. Chúng ta sống trong một quốc gia tự do, phải không? Gia đình chúng tôi cũng vậy. Đôi khi họ khóc khi tôi giảng pháp.
Họ bỗng dừng khóc mỗi lần họ gặp tôi. Tôi nghĩ họ cảm thấy sầu khổ, nhưng không phải như vậy. Họ khóc vì vui. Họ khóc khi vui hoặc khóc khi sầu khổ. Họ khóc khi thấy tôi hay cảm thấy sầu khổ khi ra về. Họ cũng khóc khi nghe tôi giảng hoặc khi thấy tôi. Đôi khi họ đi ra ngoài ôm và khóc, ôm cây và khóc. Họ xấu hổ và đi ra ngoài để khóc với cây. Bởi vì họ nhận được một điều gì đó từ bên trong, tâm trí mình không thể hiểu. Linh hồn họ nhận được đáp ứng và khóc tự nhiên. Khóc là tốt, có nghĩa là nghiệp của cô được tẩy sạch. Ý của sư phụ là càng tự nhiên càng tốt. Cứ để tự nhiên rồi sẽ ổn. Ở đây các chàng trai cũng khóc rất nhiều. Chỉ là cô không biết, thường là như vậy. Một số họ là huấn luyện viên thái cực quyền, một số học võ thuật và rất cường tráng. Họ đến đây và khóc như mưa. À, tất cả họ. Họ chỉ khóc khi nghe tiếng nói của sư phụ. Không, họ khóc khi họ thấy tôi, ngay cả trước khi tôi bắt đầu nói chuyện. Họ thấy Phật nên chắc họ đã cảm thấy. Một số họ là tướng tá. Không phải họ bé nhỏ và yếu đuối như phụ nữ chúng ta, họ cũng khóc. Xã hội nói con trai không nên khóc. Tôi nói với họ khóc không sao, thích khóc bao nhiêu thì khóc. Có lẽ giống như nhìn thấy người thân, dường như lâu rồi không gặp. Vâng, là như vậy. Như hàng trăm năm không gặp. Quà tặng nhanh lên. Đại Bồ Tát. Do nghiệp quả. Vì bà tặng tôi quà. Không cần đâu. Giờ nó xin lời, bà tặng tôi một món quà nhỏ và bây giờ nó trở thành lớn, tôi không dám. Rồi, đây là dành cho khách VIP. Tất cả quà đều có bảy hả? Vâng, cộng thêm lãi nữa, thật nhiều quá. Khi quý vị về nhà, xin vui lòng dành thời gian để xem chúng. Thật là quá nhiều, tôi không xứng đáng. Không, không phải vậy, không là gì cả, tôi không xứng đáng. Đều được sản xuất tại Đài Loan Phong Sa. Tôi biết tất cả đều là thượng phẩm, tất cả đều là sản xuất tại Đài Loan Phong Sa. Cảm ơn sư phụ đến giúp bà ấy. Cảm ơn sư phụ. Tặng từng người một nha. Không có chi. Ôi cha, quá nhiều tôi không thể. Vui lòng mang về nhà nhé. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Nếu quý vị không ăn chúng thì giữ làm quà lưu niệm nha. Ngài tử tế quá. Bà tặng trước, bà tặng trước. Bà đã tặng tôi một món quà. Không phải thế, cảm ơn sư phụ. Không, không phải thế. Cảm ơn sư phụ. Bởi vì bà hiếm khi đến nên bà mang thêm một ít. Vâng, cảm ơn ngài. Đến nhà mẹ. Tôi muốn cúng dường. Không. Tiền phải không? Tiền. Không. Ở đây chúng tôi thật sự không nhận tiền. Không. Chúng tôi không bao giờ nhận đồ cúng dường nào. Không. Tiền cúng dường. Cô có thể hỏi họ. Tôi không nói đùa. Nếu cô muốn cúng dường tiền, hỏi họ. Không bao giờ được phép nhận. Ngay cả họ cũng sẽ không nhận nó. Không có ngoại lệ cho tôi. Không. Ở đây không thể nào. Xin thứ lỗi, thứ lỗi. Không phải. Phó Tổng thống cũng tặng tôi trà. Tôi ngượng ngùng nếu không nhận nó. Thậm chí đệ tử của tôi cũng không thể tặng tôi gì cả. Nếu họ tặng thì sẽ trở thành thói quen và rồi họ sẽ tiếp tục tặng. Và rồi nó sẽ trở thành... Chúng tôi chỉ có thể tặng quà. Chúng tôi không nhận quà. Vậy thì chúng tôi không thể nhận quà của ngài. Không. Vâng. Bởi vì bà đã tặng quà cho chúng tôi rồi. Ngài thấy chúng tôi nhận rất nhiều. Dạ. Đây chỉ là bánh kẹo thuần chay. Đó là quá nhiều. Tôi đã nhận quà của bà. Vì vậy bà phải nhận quà của tôi. Như thế này là được, nhưng tiền chắc chắn không được. Thưa sư phụ, các chính trị gia chúng tôi nên có phẩm chất chính trực của ngài, học hỏi từ ngài. Đây chỉ là một việc nhỏ, để các chính trị gia sẽ không tham nhũng. Đúng, chúng tôi phải học hỏi từ ngài. Đây là con người tôi, và đây là triết lý của tôi. Bởi vì tôi là thầy, đôi khi mọi người thương tôi và tôn thờ tôi. Nếu yêu cầu tôi có thể có bất cứ gì tôi muốn, nhưng tôi không thể làm vậy. Đôi khi họ không có tiền ở nhà. Nhưng họ thương tôi đến nỗi, họ sẽ cống hiến mọi thứ họ có. Tôi không biết ai có tiền và ai không có. Vì vậy, nếu tôi không nhận từ bất kỳ ai, nó sẽ không trở thành một thói quen. Người làm việc của tôi cũng sẽ không nhận bất cứ gì. Nếu họ muốn cúng dường tôi, thì tôi yêu cầu họ tặng cho chùa chiền hoặc cho người cần giúp đỡ. Tôi tự kiếm tiền. Tôi có đủ. Ngài là một người có một không hai. Tôi cũng cống hiến cho thế giới. Quý vị sẽ biết nếu quý vị xem truyền hình. Nó sẽ ra mỗi ngày. Đó là lý do sư phụ rất được mọi người tôn kính. Bởi vì nếu tôi lấy bất cứ gì tôi muốn, sau khi thành minh sư, tôi sẽ quen với việc đó. Rồi làm sao tôi dạy đệ tử của tôi ngay thẳng được. Tôi có thể thiết kế y phục, nhờ ơn Thượng Đế, chư Phật Bồ Tát. Tôi có một chút tài năng giúp kiếm đủ tiền.
để cống hiến cho thế giới. Sư phụ là một nghệ sĩ, làm sao tôi có thể... Ngài là một họa sĩ, vâng, tuyệt quá. Ngài có một nhà thiết kế, tranh vẽ của sư phụ rất đẹp. Làm sao tôi có thể lấy từ người khác? Triển lãm nghệ thuật của Ngài được tổ chức tại khách sạn Ren hàng năm. Tôi đến xem nó lần trước, tôi ngưỡng mộ Ngài rất nhiều. Mọi người thương tôi, bởi vì tôi là minh sư. Đôi khi họ không có tiền ở nhà, nhưng họ muốn cúng dường. Điều đó có thể khiến họ thiếu thốn nhiều thứ. Nếu mọi người có thể chăm sóc gia đình của riêng họ thì tôi đã hạnh phúc rồi. Sư phụ thật tốt bụng. Thật ra những người ngoài đó làm việc rất cực nhọc để kiếm tiền. Tôi cũng cần tự kiếm tiền, tự chăm sóc mình để tôi có thể chăm sóc người khác. Ý nghĩa là như vậy. Vâng, bây giờ chúng tôi hiểu. Được rồi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Tôi may mắn là tôi có thể kiếm tiền. Dạ, nhưng tôi cảm ơn đồng thành của cô. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn sư phụ, chúng tôi cảm tạ. Nếu thích, cô có thể tặng cho người nào đó cần. Dạ, tôi ổn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi thật sự cảm kích. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi không nhận gì ở đây. Ngay cả đệ tử không được tặng ta bất cứ gì, chứ không phải cô thôi. Ngay cả đệ tử cũng không được tặng ta bất cứ gì, huống hồ là cô ấy. Cô ấy là ai? Tôi không biết cô ấy. Tôi chỉ nói đùa, cô ấy là một người tốt, phải, tôi biết, tôi có thể nhận ra. Cô ấy có tâm thiện lành, rất nhân hậu. Chỉ là quy tắc của chúng tôi ở đây là như vậy. Sư phụ không nhận cúng dường. Tôi chỉ có thể giúp mọi người, tôi không thể nhận. Làm minh sư tôi cần mạnh mẽ. Đúng, tại sao cô khóc? Cô ấy lại khóc nữa. Cô có phải chuyên gia khóc không? Cô ấy có nhân duyên với Phật giáo. Cô ấy rất tử tế. Tôi thích người như cô. Tôi cũng thích sư phụ. Cô thích tôi, rất tốt. Hãy cùng Phó Tổng thống đến thường xuyên. Dạ, chúng ta có thể ăn với nhau lần nữa và trò chuyện. Thưa sư phụ, Ngài phải đến Lập Pháp Viện. Hả? Ngài phải đến Lập Pháp Viện để... Tại sao bà cũng khóc? Tại sao tôi khiến mọi người khóc như thế này? Đây. Tôi sẽ làm gì khi đến đó? Họ sẽ hỏi tôi là ai? Không phải là tôi không muốn đi. Tôi chẳng là ai cả, chỉ là một nhân vật tôn giáo. Tôi không biết ai và tôi có nhiều con cái. Được, nếu bà mời tôi sẽ đi. Ngài nên đi đến cung điện tổng thống. Vì bà, ngài nên đi đến cung điện tổng thống. Ôi trời ơi, để các quan chức quốc gia chúng tôi gặp ngài. Được rồi, nếu bà mời tôi sẽ đi. Thật vậy. Thật ra bởi vì tôi không biết ai. Phó Tổng thống khiêm tốn, đến nỗi bà đến đây chỉ để thăm chúng tôi. Lần trước chúng ta nói chuyện qua hội thảo từ xa. Lần này bà ấy đích thân đến, rất quý hiếm. Thật sự là hiện thân Bồ Tát. Quý vị nên ủng hộ bà ấy rất nhiều. Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm cho bà, chúng tôi sẽ làm. Được. Bất cứ gì chúng ta làm, nó sẽ trở thành một thói quen. Vì vậy, nếu muốn ngay thẳng, chúng ta bắt đầu từ đầu. Bằng không, chúng ta nhận một chút hôm nay, nghĩ rằng nó không phải chuyện lớn. Ngày mai chúng ta nhận thêm một chút, và ngày mốt lại thêm một chút nữa, rồi chúng ta quen như vậy. Chúng ta ngừng dựa vào chính mình. Nếu nó quá thoải mái và quá dễ để kiếm được, thì mình sẽ không cảm thấy thông cảm với người nghèo và người túng thiếu nữa. Chịu khổ một chút là tốt cho chúng ta. Không sao. Cảm ơn Ngài, sư phụ. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải đưa ra quyết định bằng trí huệ của chính mình. Vâng. Không phải bằng cách cúng bái một số nơi hoặc ỷ lại vào một số minh sư. Bảo chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phát triển chính mình. Đó là cách an toàn nhất và chắc chắn nhất. Vâng. Chẳng hạn, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có vài vị vua và đệ tử, nhưng các vị vua đó cũng theo Ngài tu hành. Vì vậy, họ cai trị quốc gia của họ tốt. Tu thân không có nghĩa chỉ là ăn thuần chay hoặc sống ngay thẳng, có nghĩa là tu hành thật sự bên trong. Vâng, rất ít người có thể làm vậy. Thành ra toàn thế giới không tốt lắm. Vâng, cảm ơn sư phụ rất nhiều đã dành thật nhiều thời gian với chúng tôi hôm nay. Không sao, đó là vinh dự của tôi. Với ăn thật tuyệt vời. Và điều quý giá nhất là từ cuộc trò chuyện với Ngài, chúng tôi thật sự xúc động. Tại sao tôi khóc? Bởi vì tôi nghĩ tới nhiều chính trị gia quá tham lam. Ồ, phải.
Họ quá tham nhũng và quá tham lam. Họ luôn luôn lạm dụng quyền lực. Đó là vì hoàn cảnh và sự vô minh. Tôi mong có thêm nhiều chính khách sẽ học hỏi trí huệ và lòng từ bi từ Phật giáo, từ Đức Phật. Điều đó rất khó. Và từ Vô Thượng Sư. Cảm ơn bà. Rất khó cho họ vì hoàn cảnh cũng như thiếu sự tu hành. Đúng vậy. Vì họ đã chọn con đường khó khăn hơn. Vâng. Vậy thì sư phụ xin hãy khuyến khích thêm nhiều người có quyền lực được tham gia tìm hiểu các tôn giáo. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, nhưng chúng tôi chỉ có thể nói nếu họ đến. Tôi không thể gõ cửa từng nhà và nói này, biết tôi là ai không? Ra đây nghe tôi nói. Tôi không thể làm vậy. Dĩ nhiên nếu có cơ hội tôi sẽ nỗ lực hết mình. Vâng, vâng. Ngài có thể tiếp cận nhiều hơn với những người có quyền lực. Cảm ơn quý vị đã đến.